trên cứu độ, ta được dự phần vào mau Đức Kitô. Khi nâng trên cứu độ, ta được dự phần vào mau Đức Kitô. Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Người đã ban cho, tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Đức Chúa. Khi nâng chén cứu độ, ta được dự phần vào mau Đức Kitô. Đối với Chúa thật là đắt giá, cái chết của những ai trung hiếu với Người. Vâng, lạy Chúa, thân này là tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, xiềng xích trói buộc con Ngài đã thao cởi. Khi nâng chén cứu độ, ta được dự phần vào mau Đức Kitô. Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn và kêu cầu thánh danh Đức Chúa. Lời khấn nguyện với Chúa tôi xin giữ trọn trước toàn thể dân Người. Khi nâng chén cứu độ, ta được dự phần vào mau Đức Kitô. Đối với Chúa thật là đắt giá, cái chết của những ai trung hiếu với Người. Vâng, lạy Chúa, thân này là tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, xiềng xích trói buộc con Ngài đã tháo cởi. Khi nâng chén cứu độ, ta được dự phần vào mau Đức Kitô. Con sẽ